Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của khối không khí lạnh suy yếu làm cho miền Bắc có mây nhiều hơn và hiện tượng sương mù cũng xuất hiện. Đến trưa chiều trời nắng nhẹ, nhiệt độ vì thế cũng tăng dần. Cao nhất trong ngày hôm nay cũng như ngày mai sẽ tăng lên ngưỡng từ 23 đến 26 độ. Độ ẩm duy trì trong khoảng dưới 75%. Trời tạnh ráo nhưng không khô hanh. Trong đêm nay sang đến sáng sớm ngày mai, nền nhiệt tại thủ đô Hà Nội sẽ tăng lên ngưỡng từ 16 đến 17 độ. Còn các khu vực khác ở Bắc Bộ nhiệt độ từ 14 đến 16 độ. Riêng vùng núi cao nhiệt độ dưới 12 độ. Trời vẫn rét nhưng đỡ bút giá hơn. Sang đến ngày mai, một đợt không khí lạnh mới dồn xuống nước ta làm cho cảm giác rét buốt gia tăng trở lại mạnh hơn, khiến cho trời rét còn rét thêm. Đến với miền Trung, trong ngày hôm nay và ngày mai, miền Trung sẽ hết hẳn mưa, ban ngày trời tạnh ráo hơn nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế là từ 24 đến 26 độ. Khu vực các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động từ 26 đến 29 độ. Lưu xuống các tỉnh phía Nam, ảnh hưởng của không khí lạnh cũng giảm đi. Ban ngày hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng sớm. Riêng ở Nam Bộ về chiều tối sẽ có mưa nhưng không đáng kể. Với nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay cũng như ngày mai ở khu vực Tây Nguyên từ 26 đến 29 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ với ngưỡng nhiệt là từ 30 đến 33 độ. Về đêm và sáng sớm ngày mai, trời chỉ rét nhẹ ở khu vực Tây Nguyên với nhiệt độ từ 16 đến 18 độ. Và sẽ lạnh ở khu vực Nam Bộ cùng với mức nhiệt từ 21 đến 24 độ. Trên biển, ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, từ đêm nay có gió mạnh cấp 7 lên cấp 8, giật cấp 10. Từ sáng và ngày mai ở vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8 lên cấp 9, sau đó tăng lên cấp 10, cấp 11. Sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, lên cấp 8, biển động. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng từ 4 đến 7 độ phía Bắc nối với vùng áp thấp, nên ngày và đêm nay, khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay bão Rai chỉ còn cách khu vực miền Trung của Philippines khoảng 120 km về phía đông đông nam. Khoảng tối và đêm mai, bão Rai sẽ vượt qua đất liền Philippines và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 của nước ta trong năm nay. Bà con tàu thuyền hoạt động trên khu vực Biển Đông cần hết sức chú ý đến diễn biến về vị trí, cường độ và hướng di chuyển của cơn bão cuối mùa này. Mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Mời quý vị chú ý theo dõi.